Diễn ra trước đó là cuộc đòi sức giữa đội bóng dầu tham vọng xe buýt Sài Gòn với đội bóng thành phố biển San Vinet Khánh Hòa. Chiến thắng của Sahako và Thái Sơn Nam vào một ngày trước đó đã tạo sức ép lên xe buýt Sài Gòn ở cuộc tiếp đón đội bóng đến từ phố biển Nha Trang. San Vinet Khánh Hòa khởi đầu tốt hơn khi vượt lên dẫn xe Sài Gòn hai bàn sau các pha lập công của Cờ So, -sơ và Ngọc Di. Mặc dù bị đối thủ yếu hơn dẫn trước hai bàn, nhưng trong thời khắc đầy khó khăn, kinh nghiệm của quốc hưng đã lên tiếng đúng lúc để giúp giúp Sài Gòn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 chỉ sau bàn thua thứ hai đúng một phút. Hân phấn lên cao, đại diện đến từ thành phố Hồ Chí Minh có bàn gỡ hòa hai đều vào phút thứ 16 của trọng luân và sau đó Hồng Kông đưa giúp Sài Gòn dẫn ngược Khánh Hòa với tỷ số 3-2. Sang hiệp 2, biết Sài Gòn làm chủ trận đấu và ghi thêm 3 bàn thắng nữa ở hiệp đấu này với cú đúp của Trần Duy bên cạnh pha lập công của Trần Tuyên đã khép lại chiến thắng số 2 Ba điểm có được giúp Sếp Sài Gòn có được 19 điểm. Với chiến thắng này, đội quân của huấn luyện viên Trương Hồng Tài sẽ gặp đội chủ nhà Hưng Gia Khang Đắk Lắk ở lượt trận cuối và mở rộng cơ hội giành những vị trí dẫn đầu trong mùa giải tiềm ẩn đầy bất ngờ và kịch tính ở vòng nước rút.